Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Tố Lê đang đứng tại bờ kè thuộc thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bờ kè này khởi công xây dựng vào năm 2021 và hiện tại cũng đã hoàn thành. Tố Lê muốn chạy một vòng để tham quan, quay luôn cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là địa phận thôn Phú Hội 2. Tuy nhiên cái bờ kè này thì Tố Lê không có chạy xe lên được. Thôi thì Tố Lê sẽ chạy vòng vòng ở phía dưới, xong quay cái cảnh quan ở cái khu vực này cho cả nhà mình cùng xem. Dạ. Bây giờ bắt đầu Tố Lê lên xe chạy một vòng cho cả nhà mình cùng xem bờ kè. Đây là cái công trình mới tại thôn Phú Hội 2 thuộc xã Vạn Thắng. Phía trước có mấy chị đang bắt sò hay sao á. Dạ, và đây là khu vực bờ kè thuộc thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng. Được khởi công xây dựng vào ngày 14 tháng 1 năm 2021. Và đến thời điểm bây giờ thì bờ kè cũng đã hoàn thiện. Tuyến đê và kè bảo vệ thuộc dự án kè chắn sóng có chiều dài là 780 m, nằm trên bờ biển dọc khu dân cư thôn Phú Hội 2. Điểm đầu dự án nằm ở tuyến phía nam giáp cảng cá Quảng Hội, tuyến cuối phía bắc giáp với khu vực nuôi thủy sản của người dân. Dự án bờ kè biển của Phú Hội 2 nhằm chống sạt lở bờ biển, bảo vệ khoảng hơn 150 hộ sống dọc tuyến kè. Tại đây thì dự án có đầu tư một số công trình giống như là trợ dọc tuyến kè như là lan can, bậc cấp, cống tiêu. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 80 tỷ đồng. Nhà ở đây hả? Các coi kênh của Tố Lê không? Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái đoạn kè này của mình là xong rồi. Ở đây có bến cá không? Có, mới quay rồi. Buổi chiều ở đây có buôn bán gì trên cái bờ kè này không? Khoảng vài trăm mét thì tại đây có một cái tăng cấp mình đi lên. Đa số buổi chiều được cô chú ở đây ngồi hóng gió biển, giải lao, giải trí ở đây. Đây là khu vực bên trong khu dân cư của tuyến kè và Phú Hội 2. Với một cái tuyến đường kè có tổng chiều dài là 780 m thì nó tạo một cái cảnh quan rất là đẹp tại cái bờ biển của thôn xã Vạn Thắng. Với chiều rộng bờ kè là khoảng 4 m. Đây là khu dân cư thuộc thôn Phú Hội, Vạn Thắng. Phía xe là cảng cá Quảng Hội nè.
Chào anh. Ở đây là thuộc địa phận Phú Hội 2. Phú Hội 2. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Chắc tôi lê ráng đi hết con đường 780m cho cả nhà mình cùng xem luôn. Tại đây sẽ có một cái tăng cấp mình đi xuống dưới biển này. Tôi lên đứng ở vị trí này nhìn thấy cái hòn lớn nó gần và nó rõ hơn. Để đứng ngay cái khu vực biển thuộc đường Trần Hưng Đạo ha. Anh Bảo nhìn cái hòn lớn nó rõ lắm Bảo. Hòn lớn này. Chiều nay mây trời, mây nước thì đẹp quá. Mấy cái cảnh, mấy cái cụm mây trắng đẹp ghê luôn. Ở khu vực này á, nhiều nhà có những cái hàng dừa này nè. Ồ bên kia có cây dừa sai quá chừng luôn kìa. Ồ, dừa xin mà sai quá trời luôn nè. Nè. Ồ. Anh cô cái cây dừa xin này nè, trái không nè. Ha. Ở đây là Phú Hội 2. Bên xe xe cái đầu kia là, ủa mình có cái em thấy cái đoạn đầu kia nó dài dài ra, cái khu vực đó là cái khu vực nuôi hải sản ha. Đâu? Dạ. Ở đây đa số cô chú ở đây là đi đánh bắt cái lưới hai này, lưới ghẹ, cái bóng, cái lưới bóng ha. Dạ. Ước gì bây giờ em quay bên đó, em quay cái cảnh dễ bóng nó vào bờ ha. Dạ. Ồ dạ. Phía khu vực này có một cái ngôi nhà tôi lên nhìn thấy rất là xưa. Cái mái ngói này, tường mà không có người ở hay sao á? Có bật điện. Có bật điện không? Nhưng mà sao thấy nhà đóng cửa, nếu không thì mình vô đó mình xin nhờ mình quay ha. Cái ngói này là thời xe xưa chắc cũng mấy chục năm. Trên 50 năm rồi. Dạ. Hơn chưa? Lúc 50 năm lẽ em mới sinh ra, cái nhà này còn hơn trước đó nữa. Ờ, thì năm trên 50 năm. Cũng có thời ba má mình nữa chứ. Ừ, ngói đó, dạ. Bây giờ tìm cái ngói nhà đó hơi khó em bảo. Người ta làm mới hết rồi. Lý ra là tôi lên chạy xe cho nó nhanh, nhưng mà trên cái khu vực này mình không có đi xe được, chỉ mình lang thang đi bộ mà thôi. Ở khu vực này thì cũng có nhiều cái ngôi nhà cũng còn cũ, chắc là lâu lắm rồi nè, hoặc có thể là do những cơn bão nó xâm thực rồi những ngôi nhà này cũng không có sửa sang lại nhiều. Nhất là với cái cơn bão mà 2017 á, cơn bão đó càng quét huyện Vạn Ninh quá trời luôn, thì những ngôi nhà ở đây cũng tanh bành luôn á. Đây là lần đầu tiên tôi lê đến cái khu vực này. Có bao giờ mà mình đi qua cái khu vực này để mình đi quay phim hoặc là mình đi làm công việc gì đâu. Thuộc địa phận này thì nó hơi cách xe nhà tôi lê chắc cũng phải hơn 5 cây số. Đây là một chiếc thuyền bắt đầu đi ra biển.
Anh Bảo Lê anh đang chạy chiếc xe đi theo Tố Lê nè. Người mà quay phim thì lúc nào cũng thiệt thòi ha, phải đi bộ lang thang, còn cái người mà không quay thì chạy xe lòng vòng theo. Dạ chú. Chiếc thuyền này là ghe lưới gì vậy chú? Bây giờ đi ra khơi á. Ở đây là đa số là mình đi lưới gì là chủ yếu chú? Dạ ghe bóng hả? Dạ ghe bóng ở đây đi, dạ ghe bóng ở khúc kênh này. Còn ở đây là đi lưới gì anh? Bây giờ nó đi dễ đêm. Dễ đêm mà cái tàu nó nhỏ xíu vậy hả? Em tưởng là cái dễ đêm nó phải lớn. Dạ. Bóng rồi, nó dở rồi nè. Dạ. Bóng. Dạ. Ồ, dạ, dạ. À, khi tới cái vị trí này thì tôi lại thấy đây là lăng. Lăng Phú Hội. Năm nay quê mình có hát lăng không chú? Hả? Quê mình năm nay có hát lăng không? Đây hả? Ờ. Chú anh là... Năm giờ trước vô quay hả? Năm vừa rồi có hát lăng không? Đó chứ, năm vừa rồi hả? Đa số năm nay mình cũng hát lăng cũng cúng hả chứ hả? Tại ngành biển nè. Mới cúng tháng 8 vỗ mới cúng nè. Dạ. Tháng 8 này cũng đóng tiền phí nhiều thì mình có tiền này mình hát hả chú? Dạ, dạ. Vậy rồi, thôi cảm ơn chú, mình đi tiếp. Dạ. Nhà chú ở gần đây không? Dạ. Ở sau rồi, còn bước vô lăng tới ông đây là ông đưa chuyện đó. À, dạ, dạ. Dạ. Công trình bờ kè hoàn thành thì nó cũng tạo cảnh quan cho con đường dọc biển của huyện Vạn Ninh. Đồng thời nó cũng chống xâm thực biển, bảo vệ những cái ngôi nhà, bà con, làng xóm ở trên cái khu vực dọc tuyến bờ biển này. Trước mắt thì bờ kè hoàn thành nó cũng là niềm vui, là niềm hân hoan của bà con tại khu vực dọc biển ở đây. Về chỉ còn vài mét nữa là tôi lên đến hết cái con đường dọc bờ kè của Phú Hội ha. Ở dưới đây tôi lên thấy còn rất là nhiều hoặc là dừa xin ở đây nè, những cây dừa nó cũng để lâu năm. Khu vực dọc tuyến kè này là có một thời đất rất là xót, hiện tại bây giờ giá đất vẫn còn rất là cao. Tuy nhiên thì cái bất động sản nó không còn rầm rộ như ngày trước. À, đây là có cái quán cà phê gì mà thiết kế xây dựng cũng khá đẹp nè. Phía bên trong thì mấy chị đang lưới giải cào.
Dạ, và đến đây thì cũng đã gần cuối cái khu vực của tuyến kè. Thôi thì Tố Lê xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Tố Lê luôn luôn có những video cập nhật về hình ảnh cảnh quan của quê hương. Mong là cô chú, anh chị và các bạn hãy yêu thương và đón nhận, đón xem những cái video mà Tố Lê đã đăng tải trên kênh YouTube của Tố Lê Daily. Tố Lê xin chào tạm biệt. Xin chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, may mắn và bình an.